Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Nông Cơ Duy Hải nhá. Thằng Minh Xích nha. Này bên em là lên sóng cho mọi người à. Đây, mọi người thấy này. Đó. Cái không gian quay thì nó đang hẹp lại rồi nên nó không còn cái chỗ mà để. Tại vì cái lô máy hôm nay nó lên tới em đặt nó gọi là lô C ha, lô C C tới C14 lận. Thì ở trong này thì có một lô hô cực kỳ VIP luôn, số lớn. À, số lớn và máy cưa mini Nhật bãi có tay cụt và đồng đứng. Hầu như lô này là giới thiệu với mọi người là hàng khai thác là nhiều. Thì em phân ra này, những cái hệ này hệ cơ gia đình này, tay cụt này, gia đình. Đó, rồi những cái hệ này mà để mà cắt chuyên nghiệp máy to này. Đó, đây có hu 254 này. Hu 272 này, hu 238 này, hu 262 này. Hu 39 này, toàn những cái hu của Bắc, hệ của Bắc này. Hu là hu 288 này. Hu 42 VIP này, hu 254. Makita khai thác lớn luôn đó. Đó là những dòng mà hôm nay em giới thiệu Hitachi đồng đứng cho gia đình. Đó, đó là những cái mẫu mà hôm nay em giới thiệu với mọi người nha. Trong video thì bên em không test tiếng nổ này. Đó, bên em quay chi tiết cái máy giới thiệu về làm xích rồi bộ phận máy. Máy bay bên em là bán là cam kết nguyên rin, rin nguyên bản nhé, rin từ con ốc luôn. Đó, rin nguyên bản cho mọi người, máy đẹp leng keng. Đọc số series cho mọi người để check test khi nhận hàng ha. Đó, đọc số series cho mọi người. Để mọi người kiểm tra hàng ok là mọi người nhận nha. Đó là gì vậy? Thủ tục mua bán của bên em thì quý khách vui lòng đặt cọc trước cái tiền phí vận chuyển. Số lại sẽ thanh toán khi nhận hàng ha. Đặt cọc trước cho mấy tiền bên em sẽ ship hàng cho mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp Zalo 0974644913. Thích con máy nào thì báo bên em test máy cho mọi người xem ha. Đó là như vậy, cái thủ tục của bên em rất là đơn giản như thế thôi. Máy móc là bao rin, tặng 3 món đồ khi mua hàng. Rúa, buji và móc khóa để cho mọi người. Nếu có món nào cũng tiếp mở thì em tặng nhé. Đó là vậy. Tóm lại là có món nào nhiều mà nhập được hàng về thì bên em tặng cho mọi người. Thế thôi. Đó. Còn máy móc thì được bảo hành 12 tháng, bao lột đồng. Bao lột đồng cho mọi người, không bao xước nhé. Không bao lúc, không bao xước. Rồi ok, em sẽ vào cây đầu tiên. Lô này gọi là lô C. Ngày chủ nhật, ngày 17 tháng 10 nha mọi người ha. 17 tháng 10. Cái không gian em đang quay thì nó hơi bị hẹp một chút nên là em sẽ quay từng cây. Nó từng cây rồi em sẽ dọn lên luôn ha. Đây là nhá. Rồi đầu tiên này, em giới thiệu đến mọi người một cái con máy mà Zenoth Komatsu G310AVT. Máy này sử dụng trong gia đình cắt mini con C1. Con C1 xích chuột 1/4, phần cắt được của cây lam này tầm khoảng 3 tấc. 3 tấc. Máy nặng thì tầm khoảng, nếu đầu không thì đầu trọng lượng khô của máy thì chắc rơi tầm khoảng 3 cân 2 3 cân 3 thì đó thôi. Dung tích xi lanh là 31cc nha má. Này dòng sử dụng trong gia đình mé nhánh, hàng Zenoth Komatsu thì nó hàng hệ của Nhật Bản này, top 1 ha. Hàng này xài tiếng nổ kỳ êm, dễ nổ. Máy thì đẹp leng keng này. Để em kiếm cái số series nó nằm bên hông nào, bên nào em đọc cho mọi người. Ở đây có mọi người. Đuôi của nó là 5966 nhé, 5966 mọi người có thể kiểm tra, check in giùm em, kiểm tra giùm em. 5966 là số series của máy ha. Rồi cây C1 giá con này thì em để cho mọi người giá 1.700.000 nhé mọi người ha. 1.700.000 con C1 đó. Đó, 1.700.000. Rồi tiếp theo Duy ơi, tiếp theo con C2. C2 thì con này phải nói nó mới tới 99, em cam kết là như vậy. Rồi ok mọi người, cây C2 thì em cam kết nó mới rất là khoảng 99 luôn nhé. Máy mới đẹp leng keng này, ốc ác mọi người nhìn đó, mới tinh sờ binh luôn này, 7 màu nhé, con này rất là đẹp nhé. Makita này, cây lam này phần cắt được 3 tấc rưỡi, xích chuột 1/4, lam đầu nhông. Cân nặng thì con này nặng hơn con kia chút, nó tầm 3 cân rưỡi đầu máy không ấy. Đó, máy đẹp leng keng, hàng này hàng hệ nha. Makita này 2 ốc chân lam mọi người nhé. Đó là cho bác nào thích 2 ốc. Rồi nó mã của nó E280 đó, số series là 027535, mắc điện ra bàn ở đây ha. Máy đẹp chuốt, được bồ nó rất là sáng, máy rất là đẹp nha, xích còn rất là tốt, rất là dày nha mọi người nha. Đó, đẹp leng keng luôn. Con này thì nổ tiếng còn tăng này, ngọt ngào dễ nổ nhẹ nhàng, máy móc êm nguyên rin luôn mọi người nhé. Rồi con C2 này bán cho mọi người với giá là 1.900.000 cho mọi người ha, 1.900.000 C2. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến mọi người con C3. Mọi người muốn xem máy chi tiết thì mọi người liên hệ trực tiếp Zalo là 0974644973 giúp em nhé. Em test máy trực tiếp qua Zalo cho mọi người. Rồi mọi người mua thì mọi người cọc trước cho một tí phí vận chuyển thôi. Rồi bên em ship hàng cho mọi người nhé. Rồi, cái mã Echo CS3400T. Mã series của nó là 001
413 à, đó là số series của máy. Con máy này thì nó 34cc và nó có xạ áp ấn nút ở đây, công tắc ở đây. Nói chung là hàng hàng hệ. Hàng này thì cắt bao phê luôn mọi người. Cái khóa khám nó không có nha, nó làm cho chắn bảo vệ thôi chứ nó không khóa hãm. Máy đẹp leng keng, à, số series thì em đọc cho mọi người rồi. Con này sử dụng hai ốc chân lam đẹp leng keng xịn sò luôn. Đó. Đấy. Phần cắt của cây lam là 3 tấc rưỡi, xích chuột 1/4, lam đầu nhông nha mọi người ha. Đó, như thế ba con C3. C3 này em để cho mọi người với giá là 2,2 triệu nha mọi người ha. Rồi, tiếp theo một phân khúc đỉnh hơn gọi là hàng đời mới hơn con này này. Nó ưu điểm là nhẹ này. Thứ hai nó có thắng xích. Thứ ba là xích, nó sử dụng xích xích mini chân 91. Con C4 này thì phần cắt của cây lam được 3 tấc rưỡi luôn. Xích mini chân 91. Máy móc là nguyên rim đẹp của chúng công sao phụ có đầy đủ luôn. Makita mang nhãn hiệu là BDE331. Số series của máy là 3504 ở dưới đuôi này ha. Đó, số series của máy. Có thắng xích. Làm bằng chữ nha, đầy đủ lắm. Nói chung là đẹp, xuất sắc. Không phải suy nghĩ cho mọi người ha. Đó, quá ok luôn. Rồi. Tắt cái tiếng nhạc cho mọi người. Đó, đó là 4 con nha. C1, C4. C1 thì C4 ha. Rồi. Tiếp theo con C5, để xem con này là con nào này. Đúng là C5 đây mọi người ơi. C5 này là một thương hiệu. Thương hiệu đó là thương hiệu Hitachi CS35. Đó. Con này đồng đứng, hàng này hàng hệ, cơ sử dụng trong gia đình nha mọi người. Mà hàng nếu mọi người mà muốn chơi hàng chuẩn, hàng ngon thì chơi mấy bát này. Bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Có trợ lực này. Đó. Máy đẹp leng keng nha, hai ốc chân lam, hàng hệ để mọi người sử dụng luôn. Đó. Con này thì em để cho mọi người với giá 2,8 triệu nhá. C5 2,8 triệu. Phần cắt của cây lam được 3 tấc rưỡi và xích mini chân 91, có tăng xích ở đây. Hàng trợ lực, hàng hệ nhá. Hàng này thì mọi người xài thì thật sự là bền vô cùng luôn. Dễ nổ, nhẹ nhàng, dễ nổ luôn. Con C5 này xài rất là ngon nhá. Tầm 35cc là cắt trong gia đình thì không phải suy nghĩ luôn mọi người nhá. Bao chuẩn chỉ luôn. Rồi, đó là những 5 con máy mà em nghĩ là trong khưa gia đình là ok nhất ha. Rồi, tiếp theo. Con Makita, tao quay đâu. Makita, cảm ơn. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến mọi người một con Makita này. Thằng lính em nó không biết nó xách vào trong nhà luôn đâu. Trong kho rồi. Bây giờ em sẽ quay cho mọi người con C5. C6 hay C5 rồi. Bây giờ C6 và một con Makita của nó rất là đẹp luôn. Và con này thì em lên xích rồi mọi người nhé. Lên xích rồi. Đó. Lên xích rồi. Đây, đây là lính em không biết xách luôn rồi. Thì chỗ quay không gian quay là hẹp nên em phải dọn luôn nhé. Mọi người cứ xem lại video chi tiết rồi mọi người nhé. Rồi, em giới thiệu mọi người con E3635 36cc. Đó, con C6 này thì đang sử dụng xích lớn luôn nhé. Em lên xích lớn cho mọi người luôn. Rin của máy ấy, em nói thẳng ấy, là các mọi người biết như này. Nó sử dụng xích chuột 1/4. Chuột nhắc như kia. Nhưng mà con máy này em bán rất là nhiều. Phải nói hàng hệ xài rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn, rất là bền, siêu bền luôn. Nhưng mà khi mà sử dụng ấy mà mọi người xài xích chuột thì thật là nó không khai thác hết được cái công suất của con máy. Thế đây là bên em đã phải thay thế nó bằng làm Latin này. Thứ nhất là làm Latin, thứ hai là xích đại luôn để mọi người sử dụng. Và hàng này có tiếc điều ấy là lam nó hơi ngắn, mọi người có thể đổi lam dài hơn tầm 5 phần cắt được tầm 3 tấc rưỡi à 4 tấc là ok, phần này nó còn được 3 tấc rưỡi thôi. Đó. Nắp xăng này, nắp nhớt đây, máy thì đẹp leng keng này, không phải suy nghĩ này. E36 36cc là cắt bao trâu bao lì luôn. Hàng này nhìn vậy thôi nhưng mà đưa cây bít vô đâu là càng sâu càng sướng luôn. Đó, bao phê luôn. Hai ốc chân lam xịn sò luôn, máy đẹp leng keng đó. Rất là chuẩn chỉ luôn. 36cc mọi người cắt trong đi khai thác chuyên nghiệp tầm mức vừa phải thì quá ok luôn. Cái mã này thì không thấy nó xuất series đâu mọi người. Chỉ biết nó nằm ở mô này. À đây, nó nằm rút trong này nữa. Đây. Số series nó là 227 đuôi nha mọi người. 1227 đuôi. Bắc Điên Gia Ba nó nằm sau này. 1227 đuôi ở dưới này ha. Đó. Rồi, con máy này em lên hết trọn bộ full cho mọi người. Giá của nó là 3,2 triệu nha mọi người ha. 3,2 triệu trọn bộ full như này. Mọi người mua mò đi khai thác mà tầm vừa vừa phải thì dùng con này để kiếm tiền hơi bị ngon này. Đó.
Hoặc nếu mà sử dụng cho gia đình muốn may mạnh thì chơi con này, thì nó thật sự là độ chất của nó lên rất là cao. Đó, rồi. Đó, đây là cái con công suất mà C6 là mức vừa phải nhất nhé. Mà lên xích lớn, xích đại luôn rồi mọi người, cắt bao phê. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người những con máy mà của hãng Husqvarna, hãng thổ phổ thông nhất mà là gọi là top 2 thế giới hiện tại. Là những cái con mà ok nhất, chất lưu nhất. Đó, ok nhất, chất lưu nhất nhé. Ok nhất, chất lưu nhất nhé. Hàng phải nói là chuẩn chỉ nhất. Còn hãng của Thụy Điển. Đây con đấy này thì em giới thiệu mọi người C7. Cái con này thì cái lọc gió này lính nhau gắn bị lộn này, nó bị to này. Cái lọc gió của này thật là 162, bị lộn nhá. Đó, như vậy nói trước để gắn cho mọi người này. Đút vô nó trọi luôn xuống vô này, thấy không? Cái nơi to quá, nó to hơn cái một khoảng trong này đó. Đó, như vậy là bị lính nhau là bị sai. Rồi, con hãng Husqvarna là Husqvarna 39. Hàng này đi khai thác cực kỳ ngon luôn nhá. Cực kỳ ngon, đồ Husqvarna làm rin thao máy và làm đồng dông xích 325. Phần cắt cơ này phải tầm được khoảng 4 tức, C7 là tầm khoảng 4 tức. 39cc cho mọi người, hàng Thụy Điển này, máy đẹp này. Số series của máy là đuôi là 25. 25 không biết là 89 hay số 9. 3 số là mọi người, che mất số thì chả hiểu nữa. Đó, 25 cắt 9 thì cho nó khỏe ha. Công tắc nằm đây. Máy đẹp le keng này. Đó, mọi người theo rất là đẹp nha, đẹp len keng luôn. Đó. Thì con 39 này này em để cho mọi người á làm dòng như này ha, để cho mọi người với giá là 3,2 triệu con máy này thôi, 3,2 triệu con máy này để mọi người đi khai thác nhá, đi khai thác em nói thật sự nó rất là ngon rồi, bao phê luôn, 3,2 triệu con máy này. Đó là C7. Rồi tiếp theo em giới thiệu cho mọi người một con tuyệt đẹp nữa. Mọi người không thích cái con lớn như vậy thì mọi người có thể chuyển sang cái con nhỏ hơn một tí. Thì con này nó cầm tầm khoảng 38cc thôi, 238 thì tầm khoảng 38cc thôi, không phải 39cc. Đó, nhưng mà cái con này thì nó là đời cao hơn con kia một chút. Và đặc biệt nó rất là mới, nó thẳng là rất là mới. Nó mới tinh xe binh luôn. Đây. Đó mọi người thấy không? Rất mới lưới lọc này. Và đó nó rất là mới, con này ưu điểm lớn nhất của nó là mới tinh xe binh luôn, đẹp này. Độ đẹp của nó thì con 238 này quá ok. 238 bạn xe nhá. Số series của máy là 80 800. Đó, bao đẹp. Đây mặt trước của máy này. Đó, nếu mọi người thích chơi một con máy vừa sưu tầm vừa cắt trong gia đình hay là đi cắt nhẹ thì một con này em nói mọi người biết là cực kỳ chuẩn hơn. Đó, bao đẹp. Đó, bao đẹp bao chất luôn, máy móc nguyên rin đầu mới tinh xe bình. Đó, rồi con 238 này bán cho mọi người giá 3,6 triệu cho mọi người ha. Đó, đây rồi nó chụp đầy đủ full như này, em tháo để cho mọi người biết cái độ thất của nó thôi. Mọi người cần cắt cái máy thì liên hệ trực tiếp Zalo cho em ha. Đó, máy đẹp là kèm số series đã đặt. Đó, mọi người kiểm tra hàng cho nó chuẩn chỉ vô ok cho em là được. Đó, hàng hóa máy cam kết nguyên rin nhá. Đó, C8. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến mọi người con C9. C9 này, C9 này thì cũng lại một siêu phẩm đấy của hãng thương hiệu là Thụy Điển Husqvarna 42. Con này thì đẹp, nếu độ đẹp thì em thấy nó đánh giá nó còn nhỉnh hơn con 238 một chút xíu. Này đồng này rất là trắng, nó thật sự nó còn trắng hơn cả tay của em luôn mọi người thân. Mới, rất là mới luôn. Kiếm một con 42 mà nó đẹp như này thật sự em thấy rất là khó, rất là hiếm luôn. Lâu lâu mới về được 42 con, không có nhiều mọi người nhá. Để đọc số series cho mọi người. Đấy, 108-02-35. Đó, cho mọi người coi. Rồi, mày quá đẹp. Mới tinh. Đó, đây. Husqvarna này, mặt cũng làm quá mới luôn mọi người. Đang làm. Làm rin nhá, hãng được của Oregon sản xuất, làm đồng nhông. Xích 325 nhá, phần cắt của nó là tầm khoảng 4 tức, hơn 4 tức một tí đó. Làm thấy nó khá dài mà làm này chạy nhẹ máy lắm. Xích trùng với mã Huma 353 đó mọi người. Rồi con này 4,2 triệu một cây này mọi người nhé, 4,2 triệu. Phải nói là mới quá, mọi người chơi con này chơi siêu tầm thì bao ok, kiếm thêm cái thùng của Husqvarna nữa thì quá chất luôn. Con C9 nhá, giá 4,2 triệu cho mọi người. Rồi em sang con C10. C10 là một con lại lớn hơn nữa nha. Con này thì nó dặn dữ rồi. Hôm bữa là có bác nào hỏi em về con máy này này,
hút vào 254 thì con này hôm nay nó về hàng cho mọi người nhé. Nó sở hữu dung tích xi lanh lên tới 54cc lận. Con kia 42cc thì con này nó tới 45cc. Phải máy nó rất là đẹp rồi. Đây. Mặt chụp gió này to bự này. Đó. E chụp E này. Đó. To khỏe. Con này nồng rơi tầm khoảng 45 ly. Đó, 45 hoặc 44 ly. Nói chung máy rất là mạnh nhá. Đây, máy cũng khá là đẹp. Sử dụng lam Oregon, lam nhông. Lam đầu nhông xích 325. Đó. Có xả áp ở đây. Đó. 254. Đó, số series của máy này, em có 2 con thôi mọi người ha. Lô này về chỉ có 2 con thôi. Số series là 18000024. Máy đẹp lên keo này. Đó, hộp trước máy này. Cái lô này toàn là hàng VIP. Thì mọi người biết hôm qua em lên một lô máy thì nói chung là thật sự mọi người luôn. Lên lô máy mà những cái con đầu VIP nó nhanh nổ nhất thì bên em dọn trước, ưu tiên dọn trước rồi dành cho các bác săn hàng VIP trước. À, còn bác mọi người thích những lấy con mà xấu hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn nhá, giá bình dân hơn chứ không phải là cứ giá là bán như này đâu. Mọi người mua con rẻ hơn thì sẽ có giá rẻ hơn chứ không có cứ con như thế này ha. Đó, đây là nói mọi người như vậy. Rồi 254 thì điện hút vào đây, 254 điện. Con này 4.8 triệu cái này mọi người nhá, 4.8 triệu con máy này. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Đó, hai ốc chân lam cho mọi người nhá. Đó, ok chưa? Đó, hàng đi khai thác nha, hàng này lớn đi khai thác. Rồi tiếp theo con 254 này thì cũng vậy thôi, nhưng mà C11 nó dài hơn thì em cũng để đổ đồng giá luôn mọi người ha. Số series của máy này 0045 đuôi. Đó, số series của máy nó cũng vậy thôi ha. Này đó, không biết là lọc gió bán lộ không thấy sao ghế to thế, em biết thế nào. Rồi, cái đấy phần đấy này ngày mai sẽ tính ha. Đây đó, đổ đồng giá cho mọi người luôn đó. Đấy, hai con này làm dài hơn nữa này. Con này làm phần cắt phải tới trời má, cái này phải xấu tức quá, làm này làm 7 của mọi người, dài lắm. Đó, cắt bao khỏe luôn đó. 54cc cho mọi người ha, có nào con đấy nổ bao phê luôn, bao sướng luôn. Rồi đó, C11. Tiếp theo em giới thiệu mọi người C12. C12 thì em đến dẫn cho mọi người đến một cái máy mà là còn mạnh hơn nữa này. Đó là mã nó là 262, hút vào này 262. Thứ nhất là độ đẹp của nó thì không phải bàn cãi về độ đẹp. Đây là nói thật về độ đẹp của nó. Đó, độ đẹp của máy thì không phải suy nghĩ này. Thứ hai là máy em đã lên xích mới luôn này, làm Latin, hãng của Husqvarna sản xuất luôn. Đó, làm Latin người làm mây cho mọi người. Đẹp chưa? Đây, số series của máy nhá. 0504 là đuôi, số 0504 là đuôi. Đó, thì điển sản xuất luôn. Con này 262. Lưới lọc này còn khá là mới này, mọi người nhá. Chế vào khí này. Đó, rồi nhận. Đây, em chủ yếu là em để vầy, không cho lấy nhiều gắn vô để cho mọi người xem những cái nội thất của máy bên trong là chính thôi. Đó, nó ra như này thôi. 262. Đó, nó còn mấy cái nấc nút đây nhá. Đây có xả áp này, mặt ốp lam này. Rất là mới luôn, phải nói con này có ok tuyệt vời. Lâu lâu về được những con đơn VIP đẹp như này mọi người. Đây, mọi người thấy nước sơn không? Quá chuẩn chỉ là mọi người nhá. Husqvarna 262B 62cc nó bằng một con Husqvarna 365 này mọi người. Đó, nhưng mà nó đời 2, còn 365 này bày 3 số thôi. Đó, thì con này em để cho mọi người làm xích như này 6.7 con đấy này nhá, 6.7. À, xuất sắc quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo, mọi người chưa thích, chưa thấy mà con đấy nó đã đủ độ phê rồi thì mọi người có thể sang cái con này. C13 này. C13 là một con máy lam của phần cắt nó tầm khoảng này cho cái tầm khoảng 5 tấc rưỡi rồi mọi người, không rõ cái này. Lam em thay mới này, xích thay mới luôn nhé, xích lớn luôn. Đó. Và con mã của con máy này nó là Husqvarna 272, lên hẳn 10cc nữa là 72cc. Phải nói là nó quá chuẩn chỉ luôn. Đây, bộ lọc gió nó khác với 262, đầu đồng này. Mọi người thấy nó rất là mới này, thật sự rất là mới luôn, mới tinh xảo bình luôn, nó xài không bao nhiêu hết. Đấy, bảo vệ cái lọc gió nó khác hoàn toàn. Con này thì nó giống như 372 thôi, 72cc. Máy to khỏe mạnh vô cùng luôn, rất là mạnh, cắt cực kỳ khỏe luôn mọi người. Đây, mọi người thấy đây, Husqvarna 272. Rồi em đọc số series cho mọi người luôn. Đây nó hơi mờ mọi người, số đuôi là 0869 gì đó, nó hơi mờ mờ mọi người đó, 0869 gì đó. Đó, đây và phía trước của máy này trâu. Con này thì khỏe, trâu bò bền thì mọi người dùng con này thì em nói thật sự là quá ok luôn. Đó, 262 nha mọi người ha. Đó,
Cúp là 262. Đó. Hàng lớn nhá. À quên là 272. Hàng lớn nhá để đi khai thác. Cắt chuyên nghiệp cho mọi người nhá. Cắt chuyên nghiệp nhá. Đó. Rồi con lam, con này lam xích đầy đủ luôn, em để cho mọi người giá là 7 triệu nhá. 7 triệu con máy này. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo nó là một con khủng bố luôn này. Khủng bố. Khủng bố ở đây là con Hút Vanda 288 lận. 288 số series máy này. 0026 288 88C, đó là cái con mà lớn nhất hiện tại bây giờ. Đây. Làm này, xích em thay mới rồi nhá. Xích thay mới thì mọi người biết là nó sẽ đắt tiền hơn nhá. Đắt tiền hơn với xích mà xích bại, tại vì nó tốn nhiều tiền, mà xích mới thì mọi người về cưa luôn, không phải rút gì hết. Cây làm này. Làm đầu là tinh, làm này phần cắt tầm khoảng 6 tấc, làm này tầm 57. Đầu đầu này khá là mới mọi người thấy không? Lưới lọc ốp. Rất là mạnh nha mọi người. Con này cắt giãn mà lọc. Đây, đấy ốp chân lam xịn sò này. Mặt ốp lam của máy này. Máy mới, đẹp. Tiếng nổ em nói mọi người tăng tăng lên nó phê lắm. Nghe tăng tăng thì hay, thích vô cùng luôn. Cái chụp giá màu nó ở đây tôi chụp lại ha. Máy to lắm. Con này thì cắt xẻ là cái chơi của máy này thôi, chứ còn bình thường mà rỡ con máy này thì đắm đuối lắm mọi người ạ, đắm đuối lắm, to lắm. Cái 88cc là thì mọi người biết rồi, giải quyết được biết bao nhiêu công việc luôn. Rồi, con C14 trong lô này em để cho mọi người giá là 7 triệu 2 nha mọi người ha. 7 triệu 2 làm là tinh xích mới. Rồi, em review xong một cái lô máy ngày nay có VIP xuất sắc 99, rồi có hàng rẻ hơn bình dân một tí. Thì mọi người ưng con máy nào thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Zalo của em là 0974644933 giúp em nha. Đó, mọi người mua liên hệ trực tiếp Zalo cho em để đặt cọc ít tiền để bên em ship hàng cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều. Xin chào mọi người.